Nấm tràm đây, có ai thích ăn nấm tràm không? Trời ơi, nấm nào nấm nay uống nu uống nồi cả nhà. Đó. Con gà nấu cháo nó hấp dẫn nha. To to không? Nhiêu đây là 100.000 nè. Nó nói 1 ký 2 á, cũng không có căng lại chi, thấy cũng rẻ, ngon quá. Cái gì đâu, này kho cô ti với thịt ba rọi nha. Bự y nấm đùi gà dẫn cả nhà. Đây, nấm tràm sau khi lọc sạch sẽ mình rửa nước muối 2-3 nước rồi cả nhà, cái mình đem đi luộc nha. Ai mà ăn đắng không được thì luộc bỏ 2-3 nước đi, còn hả mình ăn bình thường được thì mình luộc nước vậy thôi, xong đem ra rửa sạch sẽ lần nữa. À, mình để ráo nước mình bỏ gói vô bọc á, mình để lên ngăn đá để dành ăn dần dần nha. Đó, mình bảo quản trong ngăn đá đó không có hư, ngon lắm luôn. Mình ngâm nước muối mấy lần rồi rồi cái mình rửa ra mấy lần cho nó sạch ra mình mới đi luộc nước muối luôn nữa. Đó, luộc cho nó sôi dạo lên đi rồi tí xíu nữa mình đem ra mình rửa lại nữa để cho ráo nước mới đóng gói nha cả nhà. Này tới mùa mới có chứ bình thường cũng không có nữa. À, bữa nay gặp nấm này nó ngon nè, anh nào anh ấy anh u nụ nu nhìn thấy mê không bóc. Này là kho khô tiêu ăn ngon hết đấy cả nhà, không cần thịt cũng được nữa, kho khăm vậy nè, ngon lắm. Cho nó sôi xíu nữa cái mình tắt bếp để cho nó nguội mình đem ra mình rửa nha. Giờ mình tắt bếp cả nhà, tắt bếp để cho nó nguội rồi mình rửa lại lần nữa nha. Nấm tràm đây đã sạch sẽ rồi, bây giờ mình luộc luộc xong mình rửa sạch sẽ nha. Nấm tràm đây, sau khi mình đã lặt sạch sẽ mình gọt mấy cái gốc rồi cả nhà, cái mình rửa bằng nước muối, ngâm nước muối cho nó nhả đất ra, rửa lại mấy lần xong rồi đem vô đây mình mới luộc lại, bỏ muối vô luộc nha, luộc cho nó sôi lên cái xíu nữa đem ra rửa lại nữa, rửa lại cái nào còn đang đen mình lặt trở lại lần nữa, rồi mình để ráo nước bỏ tủ lạnh, bỏ lên ngăn đá đó, bỏ vô bọc bọc vậy đó, ngăn đá bảo quản đó để dành ăn. Có ai ghiền nấm tràm không? Đó, cả nhà nhìn nè, nấm nào nấm nấy u na u nần nè, bự không nè. Đặc sản miền quê nhất là trong Campuchia có này nha. Này nấm tràm nó luộc xong cả nhà. Cái này giờ đầu cái mình lấy bỏ bọc bảo quản trong ngăn đá đó, khi nào ăn mình lấy ra mình ăn. Giờ bắt đầu mình bỏ bọc cả nhà. Okay, không được.
ngon quá chừng. Đó. Xong rồi đây cả nhà ơi, được tổng cộng là 3 bịch nha. Đó. Ngon lắm luôn. Vậy nè, mình cứ để vô ngăn đá, mình để lên ngăn đá đó. Bao giờ mình ăn mình lấy xuống xả đá là bỏ vô ăn liền. Khỏi rửa lại gì hết, đã sạch sẽ hết rồi. Đây, ba bọc nấm trà, ba bọc nấm trà để cả nhà ơi. Giảm chưa? Ngon lắm luôn. Rồi, cảm ơn tạm biệt cả nhà nha.